Tử Vi Đức Thắng xin chào anh chị ạ. Bài hôm nay chia sẻ tới anh chị về lá số dương lịch ngày 31 tháng 5 2006, âm lịch năm mệnh anh chị nhé, âm lịch ngày mùng 5 tháng 5, năm Bính Tuất, giờ là giờ Thân, thân cư quan. Lá số này mệnh phúc thân rất là đẹp, mệnh phúc thân rất là đẹp, nên là cả một đời giàu sang phú quý chính là cái lá số này. Tình duyên cũng rất là đẹp, vợ rất đảm đang, rất năng động, rất tháo vát. Tuy có một điều là hãy cẩn trọng với nô bộc. Nô bộc có đào hoa, có phục binh, địa không, địa kiếp, có linh tinh, hỏa tinh chiếu về, thì nói chung là các mối quan hệ ngoài luồng tình duyên tình ái rồi cuối cùng cũng gây ra cái sự khổ sở gian nan vất vả cho mình thôi. Anh chị để ý cung nô bộc này, thái âm này, đào hoa này, thái phục vượng tướng này, đấy. Thái phục vượng tướng, thái âm đi với đào hoa. Rồi, năm xem 2022, năm Nhâm Dần 17 tuổi đang nằm trong đại vận ở cung phụ mẫu. Từ 13 đến 22, đại vận này là tam hợp nô bộc chiếu luôn này, hãy cẩn trọng. Tiếp theo là gì? Bính Tuất tuổi Dương, mệnh đóng tại cung Tuất là cung Dương, cung Thái Tuế luôn, như vậy là quá tốt, công danh các thứ là dễ thành công, dễ thành danh, dễ thành đạt trong cuộc sống. Đặc biệt vận đầu tiên lại là vận thiên không, vận đào hoa, nhưng mà cái độ rủi ro, độ phiêu lưu của vận này nó rất là nhiều. 13 đến 22 học hành xem ra nó hơi trắc trở, xem ra nhiều khi nó không được như ý đâu. Rồi tiếp theo là mệnh thổ cục mộc, cục mệnh tương khắc cung Thiên Di là sát phá tham, sát phá tham, tham lang lại gặp triệt đà, thêm là đà la, như vậy là ra ngoài lắm tranh chấp, lắm thị phi, ban đầu sẽ bị gặp nhiều cái cản trở một chút, khó khăn một chút. Tuy nhiên lá số này mệnh phúc thân sáng, thế nên là mọi sự khó khăn đều vượt qua hết trên con đường đi tới thành công. Âm dương thuận lý, cục khắc mệnh thân cư quan, lá số này thân cư quan thì cả một đời là vì công việc, rất cố gắng trong công việc, rất cố gắng kiếm tiền, và số sau này là quan cao lộc trọng, cách cục là tử phủ vũ tướng, số sau này lắm tiền nhiều của chính là cái số này. Rồi tiếp theo, mời anh chị vào cung mệnh. Cung mệnh là mệnh lập tại đất Tuất, vũ cách cục là sao thủ mệnh là vũ khúc, cách cục là tử phủ vũ tướng hội liêm tham, lại có thêm cả kình đà hóa kỵ, như một cái đà la gặp triệt, kình dương hóa kỵ gặp tuần. Tất nhiên là khi mà thành công rồi thì không nên chủ quan, thì nó sẽ bền vững được cái công danh, cái tài lộc của mình. Người con người mà vũ khúc thì cái tiếng nói là nó vang, vũ khúc ngũ hành là thuộc kim, tiếng nói rất vang, nó cứ lanh lảnh, giọng nói rất là trong và rất là vang, đấy là đặc điểm nhận dạng. Thêm nữa thì vũ khúc thường thường là mặt to, đầu hơi nhỏ, tức là cái tượng của nó là hình tam giác, tượng của nó là hình quả chuông, dưới thì to, trên thì nhỏ, đấy là cái tượng của vũ khúc. Vũ khúc ngũ hành thuộc kim, thành ra những ngành nghề hợp với vũ khúc là gì? Là tài chính, kế toán, ngân hàng, tiền bạc, tín dụng, là gì? Là quân đội, công an, cảnh sát, đấy, vũ khúc nó là như vậy anh chị nha. Ngoài ra vũ khúc đi với cái tổ hợp tấu thư, hoa cái, đi văn xương, hóa khoa như thế này thì cũng có thể làm những ngành nghề liên quan đến văn hóa nghệ thuật. Cái sao vũ khúc này nó rất là đa tài đa di năng, văn võ là song toàn. Tiếp theo đấy là mệnh vũ khúc này, rất cương nghị, rất quả cảm, rất dũng cảm, có mưu trí, là cái sao vũ khúc. Tiếp theo là mệnh giáp thiên khôi thiên việt, giáp thiên khôi cái tuổi bính tuổi đinh thì khôi việt sẽ ở cung dậu và cung hợi, giáp khôi giáp việt vi quý cách, lá số này chắc chắn là quý cách rồi. Thêm nữa mệnh lại có tứ linh đắc thái tuế, tức là khả năng ăn nói tốt, khả năng phùng biện tốt, chính trực đứng đắn đàng hoàng, có tư cách. Sau có tư cách là cái lá số này, dưỡng sau này rất cần cù, rất chăm chỉ, rất chịu khó là cái lá số này. Tiếp theo đi với tấu thư thì cái cảm thụ cuộc sống nó rất là tinh tế, nó rất là nhanh, khả năng ăn nói rất là tuyệt vời, các cái mối quan hệ đối nội đối ngoại, ngoại giao, giao tiếp là tốt. Thanh long thì cơ biến đủ điều, tấu thư nói ngọt, nhiều người dễ nghe, chính là cái lá số này. Đường phù là một cái nét sang trọng, hoa cái là cốt cách cao sang quyền quý, nhưng mà đôi khi cô độc một chút. Vũ khúc cũng là cái sao cương nghị cô độc, đi với hoa cái thì ám chỉ một điều là lá số này cô nó không phải là quá cô độc mà nó ở cái mức thanh cao quá, đấy là cái sao hoa cái. Thái phụ phong cáo là sắc phong bố cáo thiên hạ, chủ về bằng cấp, chủ về vinh danh, chủ về khen thưởng. Đặc biệt trong cái môi trường công việc, bạn này sẽ luôn luôn được vinh danh, luôn luôn được khen thưởng. Và khi có kình dương đà la hoa kỵ chiếu về thì lắm người ghen ghét, ghen ăn tức ở, chính là cái bạn này sẽ gặp phải nhiều cái ghen ăn tức ở. Cung quan lộc anh chị tử vi thiên phủ đi về hóa khoa cơ mà, hội chiếu tam phương tứ chính lại cả tả phù hữu bật. Đấy, quan lộc đẹp, mệnh đẹp, với cái lá số này tốt nhất là nên đầu tư, nên đầu tư, nên cho học vào những ngành liên quan đến quân đội, công an, cảnh sát, thiên về những ngành nghề liên quan đến lĩnh vực tài chính. Đấy, tài chính, kế toán, ngân hàng, đấy, kho lương, hậu cần, kho lương, kho khố, chính là cái lá số này thì nó rất là đẹp. Thái tuế cái khả năng ăn nói, khả năng hùng biện, nó rất là đanh thép anh chị nha. Rồi vũ khúc là cái sao cương nghị, rồi cương trực là quả cảm, dũng cảm, có mưu trí. Mệnh giáp thiên khôi thiên việt, cận quan cận quý, lá số này là quan cao lộc trọng, cốt cách là sang là quý, chính là cái lá số này.
Nhưng mà chỉ có điều các mối quan hệ ngoài luồng thì hãy cẩn trọng, cung nô bộc là thái âm đi với địa không địa kiếp, đi với hỏa tinh linh tinh, đi với cô thần quả tú, đi với thai phục vượng tướng. Tiếp theo mời anh chị vào cung quan lộc. Quan lộc là gì? Tử vi thiên phủ. Mệnh này lại là mệnh thổ, rất hợp với sao vũ khúc mệnh kim. Quan lộc tử vi thiên phủ ngũ hành thuộc thổ, hợp với mệnh thổ. Quan lộc mà có tử vi liên quan đến những ngành nghề, liên quan đến nhân sự, liên quan con người. Tại vì tử vi là vua, cái năng lực giải quyết công việc của đồng chí này nó rất tốt. Cái tử vi nó có năng lực giải quyết, thứ nhất là gì? Thứ nhất là liên quan đến đàm phán, thứ hai liên quan đến năng lực giải quyết những cái mối quan hệ xung đột, thứ ba liên quan đến kêu gọi vận động đám đông, thuyết phục quần chúng, điều chế hòa giải các cái mối quan hệ xung đột. Đặc biệt là năng lực cạnh tranh của tử vi rất là tốt, càng khó khăn gian nguy bao nhiêu thì cái năng lực cạnh tranh của tử vi nó càng mạnh bấy nhiêu. Đấy là cái sao tử vi, mà tử vi đóng ở cung quan, tử vi nó chủ quan lộc, thế nên đóng ở cung quan như thế này tượng là sau này công việc là thành danh thành đạt, chức vị là sẽ có những cái chức vị quan trọng cao cấp ở trong cái môi trường mình làm việc, dù là chính trị, dù là nhà nước, hay dù là trong doanh nghiệp tư nhân. Lá số này hoàn toàn có thể thành lập một cái doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn tốt anh chị nhá. Đấy, tiếp theo đấy là tử vi này. Thiên phủ là liên quan đến tài chính, kế toán, ngân hàng, bất động sản, đất đai, những sao thiên phủ. Thiên phủ thì giải quyết cái công việc nó hành sự nó mềm mỏng. Đấy, phủ đi với song hao thì trong công việc hay phải hao tài tốn của chi cho các mối quan hệ, và sau này nó sẽ phục vụ được những cái lợi ích đấy. Tiếp theo đi quan phủ ở trong cung quan lộc thì suy nghĩ nó là chín chắn. Tiếp theo tử vi đi với tả phù hữu bật ở tam phương tứ chính chiếu về là có hiện tượng liên quan đến là có quân, có quyền, có người dưới trợ giúp mình trong cái khoản công việc, tức là có tay sai giúp việc đấy. Văn xương là thông minh, khôi ngô, tuấn tú, giỏi văn chương, viết lách tốt. Đấy là cung quan lộc này. Hóa khoa là uy danh, là uy tín, là kiến thức. Phải nói là số này là đa di năng, kiến thức là rất trí tuệ, rất kiến thức ở trong cái cung công việc. Lá số này rất có uy danh, rất có uy tín trong cái môi trường làm việc, trong cái môi trường cơ quan mình ở là cái sao hóa khoa. Thai phụ phong cáo là bằng cấp, tam thai bát tọa là hanh thông thuận lợi, long trì vượng các là cao sang quyền quý, hay được tiếp xúc với những người cao sang quyền quý, làm những cái công việc nó có tính, mang tính nó rất quan trọng. Đấy là cái lá số này. Đấy cung quan lộc này này. Tiếp theo là cung tài bạch. Tài bạch cặp tuần, nói chung ban đầu tiền bạc và khởi nghiệp các thứ nó hơi vất vả gian nan. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai hữu bật thì kiếm tiền đa ngành đa nghề. Cái thứ ba là liêm trinh là cạnh tranh, tranh đấu, đấu đá được với đời trong công việc cũng như trong khoản kiếm tiền. Rồi tiếp theo là gì? Thiên tướng liên quan đến liêm trinh, liên quan đến chính trị, liên quan đến nhà nước. Liêm trinh liên quan đến những ngành nghề, liên quan đến đào hoa, liên quan đến phục vụ công chúng, làm đẹp cho đời. Đặc biệt là cái tổ hợp cung tài bạch này có liêm trinh này, có văn xương văn khúc này, có hóa khoa, có long trì phượng các, thì dùng tài nghệ của mình kiếm tiền rất là hay. Có một cái điều ở đây là thiên tướng gặp hóa kỵ. Hóa kỵ thì hay gặp phải những cái tranh chấp, những cái thị phi. Đi bạch hổ đi với thái tuế, đi với liêm trinh. Liêm trinh nó đào hoa tinh, liêm trinh nó tù tinh, thêm cái sao kình dương ở đây, rất tiền bạc các thứ rất dễ vướng vào tranh chấp thị phi kiện tụng, thì nên cẩn trọng cái vấn đề này một chút. Đấy là cung tài bạch. Thiên tướng hóa khí ấn, chủ về công danh, làm về lĩnh vực nhân sự rất là hợp cách, vừa hợp cung quan vừa hợp cung tài. Hơn thế nữa tướng đi với hữu bật là tự kiểu như là tướng có quân có quyền, làm về quản lý nhân sự rất là đắc cách. Chỉ có điều tướng đi với kỵ thì hay gặp những cái tranh chấp thị phi, thậm chí cả liên quan đến hình tụ pháp luật, thì lúc đấy nên cẩn trọng một chút. Lại có cả bạch hổ tang môn ở đây. Tiếp theo cái sao kình dương nó chủ về đi quá đà là thất bại. Cái tổ hợp là liêm trinh thiên tướng đi với hữu bật, đi với xương khúc, đi với long phượng, đi với thai tọa, đi với hóa khoa, đi với xương khúc như thế này, đi với thai phụ phong cáo, đi với hoa cái, hoàn toàn làm được những ngành nghề liên quan đến làm đẹp cho đời. Đấy chính là cái cung tài bạch này. Chỉ có điều lá số này là mệnh vũ khúc này, thân cư quan tử vi thiên phủ hóa khoa, thì nên lấy cái danh dự, nên lấy cái uy tín làm đầu, thì nó sẽ rất tốt cho cái sự phát triển về mặt công việc. Còn nếu mà quá tham sân si quá thì dính vào con hóa kỵ, dính vào con bạch hổ thì rất dễ liên quan đến mang tai mang tiếng, những cái tiếng tăm xấu, thì nó gây ra ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của mình. Đó là cái cung tài bạch. Tiếp theo cung thiên di. Thiên di có đà la thì nói chung ra ngoài hay gặp phải trắc trở việc làm các thứ là nó hay bị cản trở. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai có quan phủ thì cẩn thận bị người khác phản bội, tuế phá thì hay gặp những cái hoàn cảnh trái ngang ở đời. Rồi cuối cùng thiên khốc thiên hư nó vào đây thì nó chủ về nước mắt buồn phiền. Đấy là cung thiên di. Thiên di mà tham lam ra ngoài có thể tham vọng nó lớn, có được cái sự hưởng thụ của cung thiên di nhưng nó gặp triệt thì hơi vất vả một chút. Hơn thế nữa tham lam ở đây giáp đào hoa, giáp hồng loan. Đấy, cung thiên di này cái sự hưởng thụ nó tương đối mạnh, hãy cẩn trọng một chút khi đi ra ngoài, dễ vướng vào tranh chấp thị phi. Hóa kỵ đà la nó chiếu vào mệnh, mệnh vũ khúc thì lại hơi cô độc một chút, hơi buồn, hơi cô đơn một chút. Mà cung mệnh lại nhị hợp với cung nô bộc có đào hoa, thế nên là khi cô đơn buồn phiền dễ tìm đến các mối quan hệ ngoài luồng và bị người ta lừa nha anh chị nhé.
bị người ta lừa thì hóa kỵ Đà La nó nhập vào mệnh thì mang tai mang tiếng, ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến sự nghiệp. Thiên di là tham lang, giáp đào, giáp hồng, cung nô bộc là nhị hợp với cung mệnh, mà lại có tổ hợp địa không, địa kiếp, hỏa tinh, linh tinh, đào hoa, thái âm, thai phục vượng tướng. Hết sức cái cẩn trọng cái cung nô bộc này, rất nhiều đối tượng là có cái xu hướng là lừa mình. À, lừa mình, mệnh mình là mệnh vũ khúc, lắm tiền nhiều của, mình lại hơi cô độc một chút. À, thế nên là cốt cách lại sang lại quý, thế nên lắm người muốn tiếp cận, lắm người muốn lừa, thế nên bị mắc bẫy. Đào hoa đi với địa không, địa kiếp, đi với thái âm, đi với hỏa linh, đi với thai phục phượng tướng. Đấy, cung thiên di này. Tiếp theo là cung cung gì, cung phúc đức đi. Cung phúc đức phá quân cách cục, phá quân tí ngọ cách cục, anh tinh nhập miễu, trong dòng họ có nhiều người xuất thân là quân đội, công an, cảnh sát, những ngành nghề liên quan đến binh nghiệp. Tang môn bạch hổ thì trong dòng họ có nhiều cái sự buồn phiền, có nhiều cái sự tranh chấp thị phi. Đấy là kình đào hóa kỵ nó nhập vào đây. Văn xương văn khúc là thông minh khôi ngô tuấn tú, học hành trí tuệ giỏi giang, văn cũng hay, võ cũng giỏi. Tam thai bát tọa hanh thông thuận lợi, đông con nhiều cháu, rồi hỷ thần nhiều niềm vui, thiên chủ có phúc này, thiên phúc thiên thọ lại càng có phúc, phượng các giải thần thì ảnh hưởng nhiều đến người con gái. Một cái nét nó là như vậy. Phá quân tí ngọ, phá quân là quân nhân thực tế, thực chiến hành động. Như vậy là trong dòng họ nhiều người đi theo những ngành binh nghiệp, tất nhiên có thể kinh doanh buôn bán. Cách cục cung phúc đức này khá là đẹp, phá quân tí ngọ. Phúc đức mà đẹp như thế này thì nó được hưởng cái phúc, hưởng thọ, hưởng cái công danh, hưởng cái tài lộc. Đấy, cung quan lộc rất là tốt, chỉ có điều cung tài bạch là hay dính phải tranh chấp thị phi về mặt tiền bạc. Thế nên sau này mà có làm chủ thì tốt nhất là cho người khác quản lý về mặt tài chính kế toán. Thì bản thân mình tuy giỏi nhưng mà không nên động vào. Đấy là cung quan lộc này. Thì ví dụ như vợ có thể thay đồng chí này quản lý tài chính kế toán được. Vợ rất đa tài, rất đa năng. Đấy là chỉ sao thất sát, nó hơi hình khắc một chút thôi. Hình khắc một phần có lẽ là do đồng chí này tính nó hơi cương nghị, hơi cô độc. Cái thứ hai là cẩn thận cung nô bộc. Nô bộc có thất sát thì vợ cương nghị, vợ dũng cảm, vợ can đảm, vợ liều lĩnh, vợ có cái bản chất của một quân nhân. Thất sát bản tính cương cường, cơ quan mưu sự chất thường trong gan. Đấy, vợ làm việc rất năng động, rất nhanh nhẹn. Thất sát mắt lớn dọi đèn, việc làm muốn chóng muốn xong cho rồi. Thất sát đi với tả phủ bật tượng là lắm người yêu, nhiều người thích. Đấy, rất dễ đa thê. Thất sát đi với tả phủ, thất sát tả phủ chí dũng hữu dư là cái thất sát. Thất sát là võ, tả phủ là văn, văn tinh thông minh tinh ý, thiên mã năng động nhanh nhẹn tháo vát, mã khốc khách đi đến đâu là có tiếng tăm tiếng nói đến đấy, thiên tài thực sự là rất có tài. Là cung thê này, cung thê ngũ hành là thất sát thuộc kim, tuy có hình khắc nhưng được cái con sao tả phủ bật là cái sao đôn hậu trung hậu, thế nên là cô nào cũng rất hay, cô nào cũng rất giỏi. Đấy, nếu mà số có nhiều vợ. Rồi tiếp theo cung thê đẹp, cung quan đẹp, mã khốc khách năng động. Tiếp theo vợ là văn xương văn khúc này, giỏi sông thông minh xinh đẹp giỏi giang này, hóa khoa kiến thức trí tuệ, tam thai bát tọa, tính tình phóng khoáng sở lời, long trì phượng các, cốt cách cũng sang cũng quý. Đấy là cung thê. Tổ hợp lại là số này là mệnh phúc thân đẹp, cung thê đẹp, cung thiên di và cung tài bạch thì có hơi đuối một tí nhưng mà không vấn đề gì cả, vẫn tốt. Tiếp theo cung phụ mẫu thái dương. Thái dương từ chủ về cha, nhưng mà thái dương mà hãm như thế này lại gặp rất nhiều sát tinh như thế này thì nói chung là sẽ không hợp cha. Đấy, không hợp ông là một, không hợp cha là hai, có nhiều sự xung khắc. Phụ mẫu mà thái dương đi vì thiên khôi thì thường thường là bố mẹ, thường là con dòng trưởng đi vì sinh mộ vượng thì rất tốt tâm tốt tính, sống hiền lành, sống có đức, sống có trước có sau, nhưng mà nó cũng rất là hai mặt, tại vì có địa không, địa kiếp, linh tinh, phục binh ở đây chiếu về. Tiếp theo gì, thiếu dương thiên không đi vì thái dương, bố mẹ khôn ngoan thông minh nhưng mà có cô thần quả tú thì hai ông bà có lẽ là không hợp nhau đâu và rất dễ có các mối quan hệ ngoài luồng. Đấy là cô quả đi với địa không, địa kiếp, đi với linh tinh và cung nô bộc có đào, có phục và thái âm chiếu về. Lại có cung phụ mẫu này là có đào hồng hỷ chiếu về và có phục binh, có địa không, địa kiếp. Thế nên là xem ra tình duyên của bố mẹ nó không trọn vẹn cho lắm, đồng chí này thì không hợp bố. Mà không hợp bố thì bé là nên ở xa bố thì nó sẽ tốt hơn. Ví dụ cung phúc đức này sáng có thể ở với ông bà, ở với mẹ xem ra không hợp lắm. Mẹ là đại diện cho sao thái âm, mà thái âm đây lại gặp địa không, địa kiếp, hỏa tinh, linh tinh thì nói chung là về sau không hợp. Đấy là cái cung mệnh, cung phụ mẫu này, cung phụ mẫu không tốt lắm đâu. Còn tốt hay xấu như nào phải xem phụ mẫu cơ. Cung nô bộc thì nói chung là xấu rồi, cẩn thận các mối quan hệ ngoài luồng rất dễ bị gái lừa. Đào hoa phục binh thai phục vượng tướng rất dễ là bị gái lừa này, có thể bị cắm sừng, có thể là vân vân, rồi gây ra ảnh hưởng đến tình duyên gia đạo. Thế nên là hết sức cẩn trọng với cung nô bộc này. Cung nô bộc này rất xấu anh chị nha. Thái âm sự hưởng thụ, thái âm thuộc thủy, thực là văn chương và có nguyệt hoa phong tình, mà thái âm nó lại ở cái cung ban ngày, thế nên tượng của nó không tốt tí nào. Tiếp theo nó có thái âm đi với đào hoa lại càng tăng sự hưởng thụ, đối diện là có hóa lộc lại càng tăng sự hưởng thụ.
nhưng cuối cùng của nó là đế vượng thì ban đầu là đông bạn đông bè đông chị đông em đấy, nhưng cuối cùng cô thần quả tú vào nhập vào đây hỏa tinh linh tinh địa không địa kiếp thì cuối cùng tam giã xung khắc ABC này nọ vân vân, mọi thứ rất xấu của cung nô bộc này, cẩn trọng nên giữ gìn một chút. Mặc dù lá số này là cốt cách thanh cao đứng đắn đàng hoàng nhưng mà đôi khi hơi cô đơn sẽ sinh ra những cái trường hợp như vậy. Vũ khúc đi với hoa cái đi với thái tuế rất đứng đắn đàng hoàng, tử vi thiên phủ đi với hoa khoa rất chính trực đứng đắn đàng hoàng. Tiếp theo cung tử tức thì rất vất vả về con cái, đầu tiên con cái gặp địa không địa kiếp linh tinh cô thần quả tú thì có tượng là muộn con là cái thứ nhất, cái thứ hai có lưu hà đi với địa không địa kiếp linh tinh có hiện tượng là sa sẩy mất đấy, mất khi sinh hoặc mất khi dưỡng. Lá số này thì cung thê sáng, tốt nhất là theo tôi nên lấy vợ sớm lập gia đình sớm đấy, sau này cô vợ sẽ rất đảm đang rất tháo vát, nói chung chẳng thua kém gì chồng, thế nên là có sẽ có những cái lời khuyên can gián được chồng để chồng tránh đi vào những cái thói hư tật xấu ở cái cung nô bộc, tránh đi vào, tránh bị cám dỗ ở cuộc sống đấy. Cung thiên di rất nhiều cám dỗ, cung nô bộc lại còn nhiều hơn đấy. Con cái là thiên lương thì nó chủ về phúc tinh, nhưng mà gặp tuần gặp là quá nhiều sát tinh thì sau này không hợp cha mẹ, có thanh long thì may mắn, thiên đức phúc đức thì tốt đấy, sinh mộ vượng thì hay, nhưng mà tổ hợp cái cung con cái như này này cuối cùng là rất vất vả rất gian nan về cái việc sinh con nuôi con các thứ, thế nên tốt nhất là nên lấy sớm một chút, càng lấy sớm càng tốt cho cái lá số này. Đấy, càng lấy sớm càng tốt, cái vận từ 13 đến 22 đã. Thôi vận là 13 đến 22 thì thấy cô quả đi với thiên không, đi với địa không, đi với địa kiếp, đi với linh tinh thì phục binh thì tốt nhất là qua 23 tuổi. Đấy. Thực ra thì 22 vẫn là còn quá trẻ. Thôi sang cái đại vận 23, đại vận 23 nó sáng hơn là bắt đầu xử lý được rồi, lấy được rồi thì nó sẽ tốt hơn cho cái lá số này. Chứ còn để mà lấy muộn quá đường con cái nó vất vả như thế này. Thực ra thì cung phúc đức nó tốt, tuy cung con cái có vất vả nhưng khi mà cung phúc đức tốt thì nó trợ lực lên một phần nào đó. Đấy, thế nhưng mà theo lá số tử vi thì lời khuyên của tôi nó là như vậy. Còn thiên lương ở đây ở cung âm chủ về lại có đào hoa, như vậy tượng là con gái nhiều hơn con trai, và trước hết là nó phải có sự mất mát. Rồi tiếp theo mời anh chị vào cung huynh đệ đi. Cung huynh đệ có thai phục vượng tướng rất dễ có anh em dị bào hoặc là anh em khác dòng. Rồi đấy là thiện đấy, thai phục vượng tướng này đi với hỏa tinh cũng thấy có sự mất mát anh em này khi sinh hoặc khi nuôi dưỡng. Tiếp theo đi với huynh thiên đồng thì anh em hiền lành, tốt tâm, tốt tính. Đi với đào hồng hỉ, xong đã đi với đào hồng nó chiếu vào đây thì hiện tượng là gái nhiều hơn trai, lại ở cung âm nữa. Tiếp theo ân quang thiên quý thì anh em là trọng tình trọng nghĩa, có thể kết hợp với nhau để làm ăn kinh doanh buôn bán được. Đấy là sau ân quang thiên quý. Đồng đi hóa lộc thì anh em rất thông minh. Có thể kết hợp làm ăn được với nhau, đặc biệt là có sao thiên khôi thiên việt ở cung huynh đệ thì anh em sẽ là quý nhân của mình, hoàn toàn kết hợp được. Thiên đồng là phúc tinh, tượng của nó là may mắn. Thiên đồng rất thông minh, đi với hỏa tinh thì hơi nóng tính, hơi bốc đồng một chút. Cung huynh đệ này là có song lộc quyền đào hồng chiếu về. Đào hồng chiếu về có ân quang thiên quý, hoàn toàn kết hợp được. Nhưng mà cần phải bao dung hơn với nhau. Tại vì thiên đồng nó hơi đồng bóng, nó hơi bốc đồng, nó hỏa tính nó hơi mạnh. Mà vũ khúc thì là cái sao hơi cương nghị, hơi thẳng tính, hơi trực tính. Thế nên là nhiều khi không làm được việc thì bắt đầu sinh ra xích mích thì nó không hay lắm, nhưng về cơ bản cung huynh đệ ổn anh chị nhá. Tiếp theo là cung điền trạch này. Cung điền trạch có thiên cơ chủ về đất đai nhà cửa các thứ hay biến đổi, thế nên là đồng chí này sau này sẽ làm việc nhiều, hay đi công tác, thế nên là hay thay đổi môi trường công việc. Đấy là cái sao thiên cơ. Thiên cơ nó chủ về động. Tiếp theo đi với thiên hình ở đây thì có dính một chút đến pháp luật nhẹ nhàng thôi. Đấy, quốc ấn, quốc khóa quyền quốc ấn thì sau này một là hay ở gần những cái người có chức có quyền có địa vị, đấy là quyền và ấn. Cái thứ hai là khi mình có chức quyền địa vị thì cái đất đai nhà cửa điền sản của mình gia tăng rất nhiều. Tiếp theo cung điền trạch này giáp xương giáp khúc giáp thai giáp tọa giáp long giáp phượng, thế nên là số lượng nhà cửa đất đai các thứ sau này là càng ngày càng nhiều và càng ngày càng to, càng ngày càng đẹp. Đấy là tổ hợp cung điền trạch này. Cung điền trạch này có hóa quyền này, có hóa lộc này, có hóa lộc này, có lộc tồn, như vậy là song lộc quyền nó chiếu về cung điền trạch, thế nên là tượng nhà cửa đất đai sau này nhiều. Thêm nữa có ân quang thiên quý hồng loan thì sau này rất dễ được cô dì chú bác để lại cho nhà cửa đất đai. Có hỏa hình linh kiếp ở đây thì cẩn thận cháy nổ nhà cửa. Đấy là cái cung điền trạch của lá số này. Tiếp theo cung tật ách. Tật ách có triệt thì yên tâm, tần triệt đóng ở mệnh cung, tai nào cũng khỏi, nạn nào cũng qua, huống chi là mệnh sáng mệnh phúc thân mà sáng thì cung tật ách dù nó có xấu thì không đáng ngại, chỉ khi nào đến già hoặc là đến cái cung tật ách nó mới đáng ngại. Còn mệnh phúc thân mà sáng như này, tật ách mà nó như thế kia thì nó cũng không đáng ngại. Còn tật ách mà có cự môn đi với thiên diêu, đi với hồng loan thì cẩn thận các bệnh liên quan đến tình yêu, tình ái, tình dục. Tiếp theo là cự môn liên quan đến tranh chấp thị phi, họa từ miệng mà ra, ăn từ miệng
bệnh từ miệng mà vào thì cẩn thận cái đường ăn uống, đặc biệt là đi với hồng lộc tồn hồng loan hao tài tốn của vì ăn uống, nhưng mà và lại còn dễ sinh bệnh, có sao bệnh có ân quang thiên quý thì Phật độ trời che giải hung giải tai giải bệnh tốt, lại có cả bác sĩ ở kia thì yên tâm, thiên quan cát lành long đức may mắn, thế nên là cung tật ách này không có gì đáng ngại, chú ý cái đường ăn uống nhẹ nhàng một chút thôi, còn lại thì yên tâm. Mệnh phúc thân sáng, tuần triệt đóng ở mệnh cung, tai nào cũng khỏi, nạn nào cũng qua. Đấy. Như vậy là đã tổng quát xong 12 cung, thực sự là số này là số đẹp, đẹp từ cách cục cho đến đường đi đại vận anh chị nha. Tiếp theo các đại vận, mời anh chị vào các đại vận đầu tiên rất xấu, lá số mệnh phúc thân mà tốt thì cái căn cơ gốc rễ nó là nền móng, nó là chắc. Thế nên đại vận đầu tiên dù có rất xấu cũng sẽ vượt qua. Đấy, đại vận đầu tiên xấu. Mà rất xấu, công danh học hành cái thứ là vất vả gian nan khổ sở, dù là có thiên khôi nhưng mà thái dương đây hãm rồi. Cô thần quả tú, cô đơn buồn phiền này, địa không địa kiếp phục binh rất dễ vướng họa đào hoa này, linh tinh này, đại vận này vất vả gian nan khổ sở chắc chở. Là cái đại vận 13, đây là số mệnh phúc thân nó tốt, đại vận đầu tiên vất vả thì chả vấn đề gì. Tiếp theo đại vận 23, cách cục tử phủ vũ tướng thì hợp với cách cục sát phá tham. Đại vận này bắt đầu ra đời là khởi nghiệp rồi này, phá quân là gì? Khai phá một cái công việc mới, khai phá một cái ngành nghề mới, bắt đầu sáng tạo, bắt đầu đột phá, bắt đầu thay cũ đổi mới là cái sao phá quân, huống chi là có văn khúc tam thai đi với thiên phúc thiên thọ long trì phượng các, lại có tả phú bật, và đại vận này thì nói chung là lập nghiệp trong vất vả một chút, trong thị phi một chút, vất vả cái kình dương chậm 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 chế một chút trong cái sao đà la, tranh chấp thị phi trong hóa kỵ, được cái có tả phú bật có thiên mã thì sẽ có người trợ giúp, có nhân lực trợ giúp trong cái đại vận này từ 23 đến 32, lá số này sẽ thành danh thành đạt khá là sớm ngoài 23 trở ra. Tất nhiên đại vận này nó sẽ chưa được như ý và nó sẽ nhiều vất vả, chưa được như ý là tang môn bạch hổ, vất vả ở sao thiên mã ngũ hành thuộc kim, mệnh mình là mệnh thổ, có một chút cản trở, có một chút trì trệ ở sao đà la, có một chút thị phi ở cái sao hóa kỵ, thế nên trong cái đại vận này mà lập gia đình sớm là vợ cũng sẽ trợ giúp mình luôn, thế nên nó rất là tốt trong cái lá số này. Vận đầu tiên là gì? Vận không kiếp hỏa linh cô quả, vận xấu nhất thì nó tới rồi, còn cái 53 thì nói chung là nên nghiên cứu lại, vận này thì quá xấu, hãy cẩn thận. Được cái vận đầu 3, đầu 4 nó lại còn đẹp nữa. Tiếp theo vận đầu 3 chị nhá, vận đầu 3 là cơ. Cơ bình thường nó chỉ biến động, nó chủ về thay đổi, nó cũng nó bình thường thôi. Nhưng mà cơ đi với quyền, đi với ấn. Cơ đi với quyền là cái quyết định của mình là bắt đầu nói rồi, nó có thực lực, nó có thực quyền và nó có sự sáng suốt. Đấy, nó không có cái đứng núi này trông núi nọ của sao thiên cơ. Đấy, nó không láo quá nhiều mưu trí, nó quá nhiều kế hoạch mà không biết đi đường nào, nhưng mà cơ đi với quyền là quyết định tốt. Cơ đi với quyền ấn là công danh, quyền hành, tiền bạc các thứ, công chủ yếu là việc công danh quyền hành là tốt, ý nói là tượng là công việc tốt, huống chi là cơ đắc tiện. Đại vận này là có cơ quyền ấn hình, lại có cả song lộc nữa, thế nên đại vận này là công danh tài lộc bắt đầu phát triển khá là tốt này. Chỉ chú ý một điều, con địa kiếp còn linh tinh ở kia thì có kẻ tiểu nhân quấy phá hãm hại, có con hỏa tinh ở đây thì nói chung là đại vận này cũng là một chút vất vả và có thành tựu chính là cái đại vận này. Cơ quyền song lộc tướng ấn, nhưng mà vất vả con hỏa tinh, vất vả con linh tinh và cái địa kiếp là lắm kẻ muốn phá hoại mình trong cái đại vận này, nhưng mà anh chị yên tâm. Yên tâm ở cái là địa kiếp linh tinh nó gặp tuần, nó cản trở, nó chế ngự một phần nào đó rồi. Và quan trọng nhất là lá số này mệnh phúc thân nó sáng, tiếp theo đại vận 43 thì quá đẹp rồi. Đấy, kình dương hóa kỵ là gặp tuần rồi nhá. Cái thứ hai đại vận này tử phủ vũ tướng này, văn xương này, hóa khoa này, bát tọa này, long trì này. Tả phú bật chiếu về đại vận này, đại vận rực rỡ nhất trong cuộc đời từ 43 đến 52, nên nắm bắt thời cơ trong cái đại vận này. Sau đó đến cái đại vận này công danh tài lộc các thứ là nó vượng kinh kỳ, vượng kinh khủng vượng này, là cái đại vận này 43 tử phủ vũ tướng văn xương hóa khoa thai phụ phong cáo tam thai và tọa long trí vượng các tả phú bật. Tất nhiên đấy, làm ăn to lớn thì nó sẽ vướng phải một chút tranh chấp thị phi, có con hóa kỵ ở đây đấy. Còn đại vận 53 thì xấu lắm, vỡ nợ phá sản, thậm chí liên quan đến những người con gái, thế nên là đại vận 53 tốt nhất là dừng lại, nên làm chuyên gia, nên làm cố vấn, đừng tham sân si nữa. Đại vận này tiền bạc ở 43 52 tiền bạc nhiều, công danh tốt, mà đại vận này còn tham sân si nữa là mất hết này, vì không thai phục vượng tướng thái âm đào hoa, đại vận này là cũng bắt đầu là thành công rồi, bắt đầu đi vào hưởng thụ là bắt đầu. Thái âm là sau hưởng thụ, đào hoa là sau hưởng thụ, đi với thai phục vượng tướng là bị lừa ngay lập tức. Địa không địa kiếp hỏa tinh linh tinh là chủ về mất mát, tiếp theo cô thần quả tú là chủ về cô đơn, thiên không là cuối cùng là lưng trời gãy cánh, những người đái ấn triệt hồi, địa không địa kiếp đứng ngồi một bên đấy, vỡ nợ phá sản thất nghiệp thất bại là địa không địa kiếp, hỏa tinh linh tinh là gian nan vất vả lao tâm khổ tứ, thiên đại vận này còn tham là còn chết.
Tiếp theo là gì? Thiên Không, hạng võ của anh hùng Thiên Không Táng Quốc mà. Mất nước thì tất nhiên là mất cả nghiệp rồi. Thạch Sùng Hào Phú Hùng Địa Kiếp Vong Gia, không không kiếp nó nhập hết cả vào đây, nhập cả hỏa cả linh ở đây. Thế nên nên dừng lại ở cái đại vận 53, làm gì thì làm, đừng động vào kinh doanh nữa, đi làm chuyên môn thôi. Đấy, những cái đại vận như thế này, tôi ví dụ cho là cái lá số này nhá. Có lẽ là tầm 43 tuổi, 43 tuổi thì chắc là phải hỏi tôi một lượt nữa. Lá số này tầm ví dụ như tầm 43 tuổi, khi mình thành công thành đạt rồi nên đào tạo một cái thế hệ mới. Đấy, đào tạo một cái thế hệ mới để kế thừa cái, để mình tới 53 tuổi thì bắt đầu khi gặp cái đại vận xấu thì các cái thế hệ của mình, đệ tử các thứ của mình lên kế nghiệp mình. Nhưng mà cái cung tử tức như thế này đào tạo xem ra hơi khó. Cung tử tức như thế này rất nan giải. Tất nhiên là cung tử tức nó ám chỉ một phần, có thể sinh nhiều người con, nhưng mà có người con thế này, người con thế nọ, người con thế kia, lúc đấy phải tìm thôi. Đấy, còn 53 tuổi nên dừng lại đi, cho các thế hệ kế cận đi. Ừ, anh chị biết cái sự tích vua nhà Trần ấy, cứ đến các cái vận xấu là bắt đầu con cái lên nối ngôi, bản thân mình chỉ làm thái thượng hoàng thôi, góp ý kiến, đóng góp ý kiến kinh nghiệm thôi, còn quyết định là những cái người có cái đại vận tốt, người ta quyết định thì người ta mới có cái sự sáng suốt, có cái sự thành công. Người ta gọi là có cái câu gì nhỉ, gì liên quan đến trời, liên quan người này, mưu sự tại nhân, đấy, thành sự tại thiên. Những người mà có thời vận tốt thì nó mới quyết định, nó mới thành công được. Còn mưu sự có hay có giỏi mà đến cái đại vận này thì cũng dở anh chị nhá. Tiếp theo năm 2022 của lá số này nhá, năm 2022 Lưu Thái Tuế vào đây, vào cung Quan Lộc, tử phủ xương khúc hóa khoa, nếu nói về cái việc học hành là rất hanh thông thuận lợi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai năm Nhâm Dần, tiểu hạn năm Dần của lá số này ở đâu? Dần ở cung Thê Thất Sát gặp Tả Phủ Long Xương Khúc Hóa Khoa, Tam Thai Bát Tọa Long Trì Phượng Các. Như vậy là nói về cái học hành của năm 2022 là quá tuyệt vời. Nếu mà nói về công việc là quá hanh thông thuận lợi. Tiếp theo tuổi 17 ở đâu? Mặc dù cái đại vận đang xấu nhưng được cái năm nó đẹp, được cái mệnh phúc thân nó sáng thì nó vẫn đẹp anh chị nhá. Tuy rằng đại vận xấu nhưng mệnh phúc thân đẹp. Lưu Thái Tuế kích vào cung đẹp, tiểu hạn vào cung đẹp thì nó vẫn đẹp. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là tuổi 17, 13, 14, 15, 16, 17. À đây 17 đây. À 17. 17 và thiên tướng đi ví hữu vật hóa kỵ thì rất dễ xảy ra cái trục trặc liên quan đến thi cử. Đẹp thì vẫn rất đẹp thật, nhưng mà tướng hóa khí là ấn chủ với công danh học hành các thứ, nhưng mà gặp hóa kỵ như thế này biểu hiện là rất dễ thi rớt, thi trượt, thi đổ vào các kỳ thi quan trọng, gặp những cái lý do nó rất là đơn giản, tắc đường, kẹt xe, ốm đau, mà chúng độc, ngộ độc, vân vân. Đấy đấy chính là cái con hóa kỵ nó gây ra. Hai cái đẹp một cái xấu thì độ rủi ro nó vẫn cao, nhưng về cơ bản có hai cái đẹp rồi thì về cơ bản là nó vẫn đẹp anh chị nha. À, có hai cái đẹp nó vẫn đẹp. Đấy là tuổi 17 của lá số này. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong các lá số tiếp theo ạ.